Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi, đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 quý vị và các bạn nhé. Mazda CX-5 thì nó cũng có rất là nhiều phiên bản, từ phiên bản 2.0 rồi phiên bản 2.5, phiên bản đủ, phiên bản thiếu. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Mazda CX-5 này ở cái phiên bản là 2.5 quý vị và các bạn nhé, 2.5 số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2017. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là cái đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua, tại vì chiếc xe này là chủ xe làm từ đầu tại hãng ạ. Full lịch sử bảo hành, sửa chữa tại hãng hết quý vị và các bạn nhé. Sửa chữa cái gì đều có lịch sử trong hãng, cho nên là chúng tôi không tua cái đồng hồ này. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn nguyên bản theo xe. Thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe sản xuất cuối năm 2016 thì là gọi là cái bản model của 2017 quý vị bạn nhé, tức là bản facelift ạ. Bản facelift nó khác với phiên bản khác, đó là trang bị là phanh tay điện tử quý vị bạn nhé, phanh tay điện tử, và nó ở bản full. Bản full thì xe cũng đã được trang bị từ cái ghế da cao cấp đấy, ghế chỉnh điện và nhớ ghế, và đặc biệt nữa là hệ thống giải trí là loa Bose quý vị bạn ạ. Đấy, rất là cao cấp. Cảnh báo áp suất lốp, khóa thông minh, đè nổ start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ nóc, rồi đây ghế da, ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cruise control, đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 688 triệu đồng quý vị bạn nhé. 688 triệu đồng chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và máy móc là còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2016 model 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ, là cuối năm 2016 thì Mazda cũng đã trang bị chiếc xe này là cái phiên bản facelift quý vị bạn nhé. Facelift tức là phanh tay điện tử đấy ạ, nó hơn cái phiên bản là sản xuất đầu năm 2016 nhé. Cuối năm 2016 và model 2017 thì nó mới có bản facelift phanh tay điện tử này ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 2016 đăng ký 2017 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ạ.